cho nên cô khó về vấn đề đó, tại cô cứ xác nhận từ đầu hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình. Xin mời. Chào cô. Dạ chào cô. Mời cô dạ, ngồi. Chào chị. Dạ mời chị. Chào cô, rất vui được đón cô với lại em đến tham gia chương trình. Cô có thể giới thiệu về mình. Cô chào Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc và chào tất cả khán giả trong phòng. Cô là Hà Kim Hên, 64 tuổi, ở quận Bình Tân. Hiện nay lớn tuổi, nội trợ, chăm ba đứa cháu. Chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả. Em là tên là Nguyễn Kim Liễu, năm nay em 34 tuổi. Em về làm dâu mẹ được 10 năm, em làm điều dưỡng, hiện tại em có 3 bé. Cô, trong gia đình cô có mấy con dâu? Cô có một thằng con trai duy nhất, cho nên có một dâu. Có một dâu thôi hả? Ồ, chúc mừng. Có một con dâu thôi là thương lắm ha. Vậy thì gặp cô dâu đầu tiên cô thấy ấn tượng không? Con cô thì nó từ nhỏ lớn là nó hơi khó tính. Dạ. Thành ra cô tin tưởng nói chuyện mà sau này nó lập gia đình. Mà cô là cô luôn tâm niệm trong đầu là con mình nó thương đâu thì mình cưới đó. Dạ. Cho nên con dâu này là tự con trai cô nó chọn. Cô dẫn về ra mắt gì không cô? Có dẫn về ra mắt. Rồi cô thấy như sao? Cái lần đầu tiên ra mắt đó. 10 năm rồi mà nó ba đứa con mà nó như vậy. Thành ra 10 năm trước nó nhỏ xíu rồi con. Thành ra cô cũng có hậu không có ấn tượng gì mấy. Tại so với con trai cô thì nó thấp hơn nhiều. Con trai cô 1m8 mấy lận. Ôi, cao dữ vậy đó hả? Mà cô thì mấy gì đó nói là con bé này về ngoại hình thì nó không xứng với thằng Thuận. Mà cô thì cô nói thôi kệ, không nhầm gì hết. Ngoại hình bên ngoài miễn là trong hai đứa nó sống hạnh phúc, nó hòa hợp là được. Chúng ta yêu nhau được rồi. Yêu nhau được dạ. Rồi. Cho nên cô thoáng vấn đề đó, tại cô có xác nhận từ đầu hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình. Rồi còn cái cách giao tiếp, rồi cái cách chăm sóc gia đình thế nào? Con dâu cô nó rất là ít nói, mà nó nhỏ xíu à. Rồi cái ngày đầu tiên mà lên nhà anh chị xui để hai bên gặp mặt nhau để coi như là giáp lời đó con. Thì bên anh chị xui có nói là con anh chị xui thì có hai đứa gái, mà con dâu cô là con gái Úc. Nó nhà ở Củ Chi á, nó xuống thành phố học xong lớp 12 xuống thành phố thi xong rồi học cái này rồi ra trường làm việc luôn. Thành ra bên anh chị xui có nói là nó không biết làm việc nhà, với lại cũng là con Út cưng lắm. Rồi cô nói cái chuyện đó không thành vấn đề, miễn vợ chồng nó hòa hợp là được. Cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng là như thế nào chị? Thì lúc đó mẹ buôn bán, cho nên là đi về cũng không phải là mình về để ra mắt hay là về cho biết nhà gì hết, mà là đi với một nhóm bạn. Tại vì nhóm bạn đó là giống như là cái cầu nối giữa hai vợ chồng á, là muốn cáp đôi hai vợ chồng, cho nên dẫn về nhà chơi vậy thôi. Thì về nhà thì mình cũng không biết làm gì đâu, thì có cái gì mình phụ cái đó, chỗ buôn bán mà. Thì chỉ vô bếp làm, tại không biết làm thì chỉ làm được cái món lúc đó là gì, kêu làm món chả giò chiên thôi. Thì về rồi thấy mẹ buôn bán ở ngoài, rồi làm ăn cho cả nhóm ăn, mẹ không phải làm, rồi ra phụ mẹ chút xíu. Rồi thấy mẹ thì cũng hiền, chứ còn dì mới là người là được mấy bạn đánh giá là rất là khó, mà mẹ với dì ở chung. Lúc đó cũng chưa nghĩ là mình sẽ tiến tới. Lúc mà chuẩn bị ngày cưới thì lúc đó là quen mẹ chồng lâu chưa? Dạ, em quen chồng em cũng 2 năm em mới cưới. À, mới cưới tức là cũng qua dạ. Chơi nhiều lần rồi đúng không? Dạ. Lúc cưới về thì có ngỡ ngàng gì khi làm dâu không? Dạ, tại lúc cưới thì thời gian đầu tại em hai vợ chồng em thuê nhà ở riêng, chứ lúc đó cũng không ở chung với mẹ nữa. Thì lúc em sanh em bé thì em mới dọn về gần mẹ. Rồi em thật sự ở chung với mẹ thì nếu mẹ mà về ở hẳn với em luôn á là khoảng 6 năm nay. Thì ở chung như vậy nó có những cái mâu thuẫn gì xảy ra hàng ngày không? Dạ, nói chung á thì gọi là mâu thuẫn thì nó đương nhiên là nó cũng sẽ có, nhưng mà em cái tính em thẳng cho nên thường là những cái mâu thuẫn em sẽ giải quyết liền, cho nên là em thẳng tính em nói liền thì nhiều khi mẹ cũng buồn. Cho nên là cái thời gian đầu thì tại vì lúc mà mẹ dọn về nó mẹ về ở chung á thì cũng có nói trước, cũng sợ là mẹ đang buôn bán xong rồi về ở nhà không thì cũng sợ mẹ buồn, cho nên cũng cố gắng để cho mẹ không có buồn.
Thì cái phần mà còn mẹ cảm nhận sao thì chắc phải mẹ nói thôi. Cô cảm nhận chị sao cô? Dâu cô, cô cảm nhận nó nhỏ nhưng nó có vỏ. Vậy là hay lắm rồi đó. Cái thứ nhất nó nhỏ đây là về ngoại hình nó nhỏ nhắn, mà nó có vỏ là nó ít nói, mà nó có ý chí nó rất là mạnh, nó muốn làm gì nó phải làm cho bằng được. Thí dụ như công việc gì nó muốn làm, ví dụ như nó thì không biết mai giá gì hết, thiêu thừa cũng không biết, mà nó bây giờ là rất là khéo tay, thiêu là đẹp lắm, thiêu tranh là con tính là đóng khung treo tường luôn, rồi mai là giờ là tự mai đầm cho anh mặc luôn. Thí dụ nó làm muốn làm việc đó, muốn mai cái áo đó mà cái kiểu đó lạ thì nó mài mò, nó thức có khi là 3-4 giờ đêm đặng nó mai. Ý chí nó rất là mạnh. Rồi có một cái nữa là nó dạy con, nó dạy con á, là nó ít, nó không có nói, nó không có rầy, nó không có la. Con nó ngồi trước mặt nó đó mà không dám hói hé. Còn con nó ở nhà với ba với bà nội thì nó không có sợ, ba đứa nó quậy. Cô có mâu thuẫn gì với con gái khi những ngày đầu tiên về là ở chung không cô? Khó chứ con. Mặc dù cô với dâu cô là tánh tình hợp nhau, hợp hơn trai nữa. Trai thì kỹ tính lắm, ra cô với dâu hợp nhau lắm. Nhưng có một cái vấn đề mà chăm sóc con, chăm sóc dạy mấy đứa nhỏ. Cái con bé lớn á, năm nay là nó 8 tuổi. Hồi đó nó còn nhỏ đó con. Mỗi lần ăn cơm đối với cô là con bé nó lười ăn, nó biếng ăn lắm. Mà mẹ nó là bằng mọi giá là phải cho ăn. Mà ăn cơm là không quá nửa tiếng. Nửa tiếng là quá nửa tiếng là mẹ không cho ăn. Mẹ nói là ăn không có tác dụng, bổ béo gì hết. Thành ra ép đút nó cho bằng được. Mà nó ăn, nó thấy nội là nó khóc lên. Ý là coi như nó ép nó ăn đó. Mà nó khóc là nó ói. Mà nó ói có khi mẹ nó nóng, nóng tánh lắm. Nóng mẹ đánh. Đánh là có khi bà nội khóc. Có khi bà nội khóc nhưng mà khóc mà không cho dâu biết. Sau đó là đòi điện thoại bé. Chị xưa với anh xưa. Bà ngoại nó để mai được rồi bà nội, mai tôi xuống tôi chửi. Con nói thẳng với con dâu luôn, nói thẳng với dâu mẹ đừng làm ô dù cho nó, mẹ để con dạy nó, nó làm bộ đó, nó giả bộ, nó ói đằng đừng bắt nó ăn. Mà sốt lắm con, mỗi lần mà nó dậy đánh cháu nội khóc rồi sốt lắm. Cái đó là cái mâu thuẫn mà cô không hợp với dâu ở điểm đó đó. Em la nó như vậy rồi mẹ em thấy sốt như vậy tới mức mẹ phải mét mẹ ruột của em vậy? Mét hoài luôn con. Mét hoài luôn hả? Hoài luôn. Thì em có, em suy nghĩ về việc đó như thế nào? Thật ra thì ba mẹ em cũng la em, nói là nhỏ lớn giờ ta đâu có đánh đâu, đâu có la đâu, sao giờ la con đánh con như vậy. Nhưng mà thực chất á, bây giờ nó không có giống như tụi em ngày xưa. Ở quê có gì ăn đó, cho nên đâu có phải la. Còn ở đây bây giờ hầu như là ăn uống nó cũng gọi là mình cũng ráng kiếm cho nó khá đầy đủ để nó ăn uống cho đủ. Thì nó lại cảm thấy nó ngán, thì nó lại không ăn. Nhưng mà cái phần mà em la để ra nó có một cái khuôn khổ thôi. Em chỉ làm bé lớn là tự khắc, từ hai bé nhỏ bây giờ nó tự vô khuôn khổ luôn. Có khi nào mà chị lỡ mà la em bé quá mà có khi nào vạ miệng la luôn cô không? Có một lần cái con bé giữa á, nó đi lẩm đẩm nó nói chuyện được rồi. Mà con bé giữa thì coi như cái tính nó là cũng như con trai. Đầu cổ thì không có tóc, chọc lóc à. Mà ở xóm á, xung quanh mấy nhà thì cỡ lứa nó là còn con trai nhiều, bé trai nhiều, nó con gái đi chơi sớm mà nó không nhịn thua ai, nó có cái mạng là cắn, cho nên nó có biệt danh là chích chòe, cắn có tên là chích chòe. Dạ. Rồi hôm đó nó đi qua nhà hàng xóm chơi, cái thằng bé kia bằng tuổi nó nhưng mập to hơn nó nhiều lắm. Người ta đang đứng như này, nó lấy cái tay này nó ngoạm cắn thằng kia, chích xanh chích biếng, cắn đau quá đi. Cái cô mới xin lỗi bà thằng kia, xong cô mới dẫn về nhà. Thấy cũng tức cười, em mới kể cho mẹ nó nghe, tính vừa kể vừa cười. Tự nhiên mẹ nó phan câu, mẹ cười vậy đó, nói sai, mẹ không la đó, mẹ còn cười, mẹ cười vậy rồi cháu mẹ nó tưởng là nó làm cái đó đúng, vậy là không được. Đây rồi sớm rồi người ta không cho con người ta chơi với nó nữa, đây rồi mẹ thấy phải mẹ la nó, mẹ phải la nó cho đúng chỗ. Đó. Lúc đó cô giận quá giận rồi. Cô đùng, cô nói với thằng Thuận á, bữa nay con coi bữa nay con Liễu nó nói chuyện với mẹ vậy đó. Mẹ thì mẹ về mẹ kể cho nó nghe, cho nó dạy nhỏ. Mà mẹ bển là mẹ cũng có la nó rồi. Cô giận, cô nói thôi, không ở đây với vợ chồng mày nữa. Cái con dâu nó, thằng con cô ra nó la con dâu sau đó. Con dâu nó mới vô phòng, khóc. Con có gì thì mẹ nói thẳng với con.
con nóng tính đó, con thấy mẹ không, mẹ về mẹ kể cho con nghe mà mẹ cười trước mặt con cháu thì con nghĩ là cháu nó nghĩ là nó làm đúng cho nên nó mới cười. Ở đây có vấn đề là nãy giờ con thấy là hình như cô ít nói thẳng với con dâu mà hơi đi lòng vòng, cái chuyện kia thì gọi mét xui, cái chuyện này thì gọi chồng ra chửi, nhiều khi chồng bực mình chửi ngược lại vợ mà chửi gấp đôi nữa, đúng không con? Đấy, cái đó tại sao mình không mạnh dạn, mình cứ chia sẻ kêu con dâu ra, mày sao vậy sao được, mày không thể nói tao vậy được, thí dụ vậy. Nhưng mà mình nóng chút xíu rồi thôi, mình chia sẻ với con dâu như vậy nó thẳng hơn, còn hơn đi lòng vòng biết đâu tam sao thất bản đó, nhiều khi cũng mệt lắm á. Trong cái chuyện mà bếp núc nhà mình đó chị, là chị đóng vai trò chính hay là bác đóng vai trò chính? Thật ra thì như mẹ nói lúc đầu á là nhỏ lớn vậy em không có biết làm, nhỏ lớn vậy là em không có nấu nướng gì hết. Thì lúc mà về á thì lúc thời gian đầu làm dâu á thì có gì dì ở chung với mẹ là dì nấu hết. Dạ, dì nấu cho ăn. Rồi lúc về sau này á thì em nấu, em có nấu, nhưng mà công việc thì trực gác đồ, cái giờ giấc nó bất ổn á, cho nên là lúc sau này là mẹ nấu là nhiều. Con dâu có hay nấu cho cô ăn không cô? Con dâu nó ít khi nấu. Ít khi nấu hả? Nói là vấn đề nấu nướng thì thời gian đầu về là tụi nó ở riêng. Con dâu nó nấu cơm á, tới con trai nó chạy qua. Ê, Diễm ơi, Diễm là em của cô á, Diễm nấu cơm con ăn đi, bữa nay con Liễu đi chợ nó mua, có hai đứa mà nó mua cho một đống thức ăn, con thấy nó làm con sợ luôn, nó nấu canh chua mà đứng nó quậy hoài con sợ, con chạy qua đây. Lúc sau này về ở chung coi như là khẩu vị nó hơi khác chút, con dâu thì nó ăn hơi mặn, còn gia đình cô thì ăn ngọt nên nếm nó hơi ngọt. Nhưng mà sau này con dâu nó hòa hợp, nó nấu kiểu như con á, nêm một chút yêu thương vào trong đó, thật ra món ăn nó đậm đà, nó ngọt, mà nhất là nó chúng với mẹ chồng ở chỗ là nó làm kho quẹt đó con, à, rất là ngon. Rồi nó hấp rau củ nó trưng bày, mà có cái này nè, con dâu nó còn hậu đậu ở chỗ, con dâu mặc dù tỉ mỉ kim chỉ với hậu đậu ở chỗ, nó vô bếp nó nấu nó bày, nó nấu xong nữa con nó bưng lên bàn, xong rồi nhìn lên bàn ăn thức ăn nó dọn ra thì rất là bắt mắt, chụp hình up lên Facebook. Còn cái bếp không đẹp có chụp lắm. Đúng không? Cái bếp là cô dọn xong nó mới dám chụp. Bữa nào á cô đè cô chụp cái bếp trước là cô cũng đăng Facebook chơi cho vui. Nó bao la sầu đời dồn lại cái bếp. Nhưng mà được cái con dâu nó mày mò, nó muốn nấu cái món gì mà để cho ở nhà ăn cho lạ miệng á thì nó hỏi anh Google. Với lại cô thường cô nấu mấy món quen rồi. Thằng Thuận nói Liễu ơi em coi trong tủ lạnh bao nhiêu đồ ăn nữa mà bà nội hỏi chiều nay tụi con muốn ăn cái gì, em coi em nấu thay đổi đi. Vậy phải học Quyền Linh nè, nấu Linh chỉ cho. Con không biết đâu, cô là fan hâm mộ của con từ bao nhiêu năm nay. Con là MC nhân ái, MC của nhà nông. Ồ, cảm ơn cô. Thậm chí cô mê con đã chương trình bạn muốn hẹn hò mà cô không kịp coi là cô mở mạng coi lại. À, cảm ơn cô. Chủ yếu là coi con đó. Chứ không phải coi hẹn hò của đôi trẻ đâu. Cảm ơn cô nhiều. Sau này ngưỡng mộ Lê Lộc, tại vì Lê Lộc là hậu vệ của Linh Lê Giang. Cô dạ, mê mẹ con lắm. Giọng cổ 200 chữ. Dạ. Để xem được không, em sẽ nói cô có gút mắt gì không nha. Về mong muốn mình giữa mẹ và vợ thì mình mong là hai người có mở lòng với nhau hơn, có sự mở lòng với nhau hơn, hai người có những thời gian ngồi với nhau chia sẻ nhiều hơn về những suy nghĩ của mình để hai mẹ con hiểu nhau hơn và kháng khích hơn. Về mẹ và một người mẹ chồng là quá tuyệt vời, mẹ là mẹ chăm con, mẹ chăm cháu, mẹ không có than phiền gì cả, mà mẹ là một người có tư tưởng tiến bộ. Nè, mẹ không có câu nệ chuyện mẹ chồng nàng dâu, mẹ làm thì được giúp các con mẹ làm và để con yên tâm công tác. Thì nhân dịp này con xin nhà chương trình nói lời tri ân đến mẹ, rất là thương mẹ. Mình cũng mong là bà xã mình thì suy nghĩ cho mẹ nhiều hơn chút xíu nữa, tìm hiểu kỹ hơn chút xíu tâm tư tình cảm của mẹ. Và mặc dù mẹ là người thoải mái nhưng mà thỉnh thoảng thì mẹ cũng có những cái suy tư, thì mình phải hỏi thì mẹ mới có thời gian nói chuyện với nhau, thì mẹ mới khơi gợi cái nỗi lòng của mẹ để
mẹ không có buồn gì cả. Hôm nay là một ngày rất là đẹp hả cô ha, hy vọng rằng nó đáng nhớ với gia đình chúng ta, nó là kỷ niệm để con cháu sau này xem lại, và rất vui khi được cô đến đây với những cái tình cảm của cô dành cho tụi con. Dạ. À, cho phép con ôm cô nghe. Qua đây thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Mong muốn yêu cầu điều gì không? Cô rất là thương con dâu của cô. Dạ. Cô xem như là con gái của cô. Tại vì cô không có mỗi thằng trai à. Mà tự nhiên giờ mình được đứa nữa đó. Mà đứa như vậy là như ý, dạy con là như ý luôn. Cho nên nãy cô nói hồi đầu là nó nhỏ nhưng nó có vỏ. Qua chương trình này cô cũng muốn nhắn gửi anh chị Xui đã cho cô một đứa con dâu là rất là dễ ý cô. Mẹ muốn nói với con á là cái thời gian mà con nên dành để vô bếp nấu nướng á là con nên tăng cường nhiều một chút. Tại vì mỗi lần con nấu á mẹ chấp nhận dọn dẹp bếp cho con, đừng lo. Từng con tăng cường đổi mấy món cho khẩu vị là lạ cho chồng với lại ba đứa cháu nội của nội ăn. Vậy là nấu ít món quá đúng không? Rồi em mới nói gì với mẹ đi. Thật ra thì con cũng cố gắng sắp xếp, tại nói chung là về nhà nhiều lúc nó cũng mệt quá, cho nên là cũng không có chăm gia đình cho nhiều lắm. Nhưng mà sau này em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn. Ôm mẹ nè. Tuyệt vời. Cảm ơn cô với em rất nhiều. Chúc cô và em thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình hạnh phúc mãi mãi. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình cô nhé. À, xem như là nhớ Quỳnh Linh Lê Lộc là được rồi. Chắc chắn là nhớ, nhớ suốt luôn. Dạ. Dạ. Tại vì thần tượng cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Đây là phần quà dành cho cô. Đây là Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị là Natto Gen, giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Chúc sức khỏe cô và chị, và cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cho cô gửi lời thăm mẹ Lê Giang.